vị, tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng do Trang Nemo cùng đồng phạm thực hiện. Chiều nay, Tòa án Nhân dân quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số tình tiết trong vụ án. Theo đó, tại phiên xét xử thứ hai diễn ra vào chiều nay, đối với Nguyễn Xuân Hương Trang, tên gọi khác là Trang Nemo, cùng đồng phạm về tội gây rối trật tự công cộng, theo khoảng 1 điều 318 Bộ luật hình sự. Nạn nhân là Phạm Lệ Khanh giữ nguyên yêu cầu đề nghị xử lý các bị cáo về tội cố ý gây thương tích đối với thương tích có giám định pháp y 3% mà các đối tượng đã gây ra cho mình. Xét thấy tại quá trình xét xử, các bị cáo Nguyễn Ngọc Khương 23 tuổi, Nguyễn Phước Tuấn 31 tuổi đều thừa nhận có nắm tóc và đánh nạn nhân. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thùy Trang là người có quyền nghĩa vụ liên quan, là nhân viên của Trang Nemo cũng thừa nhận có đánh nạn nhân 1-2 cái. Đây được cho là những căn cứ dấu hiệu của tội khác. Hội đồng xét xử cho rằng cần làm rõ những thương tích các bị cáo gây ra cho nạn nhân để tránh làm lọt tội phạm. Do đó, sau phần hội ý, Tòa án Nhân dân quận Nhất quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm một số tình tiết quan trọng nhưng không thể bổ sung tại tòa. Ngay sau khi tòa ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, bị cáo Trang Nemo đã gây bất ngờ khi chạy lại ôm nạn nhân Phạm Lệ Khanh và xin lỗi. Trước đó, trả lời TV Pháp Luật trong bài phóng sự độc quyền, nạn nhân trong vụ việc Trang Nemo và Trần My nói gì? Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng hành vi xâm phạm sức khỏe, thân thể người khác trong trường hợp này nếu có đầy đủ căn cứ pháp luật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội cố ý gây thương tích. Cho dù là dưới 11% thôi, nhưng có yêu cầu khởi tố từ phía người bị hại hoặc là có cái tính chất côn đồ, cái người đó có tính chất côn đồ và phạm tội có tổ chức này, thì chúng tôi thấy là hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định này, và mức phạt là nhẹ nhất theo cái khoảng 1 điều 134 của Bộ luật hình sự về tội cố ý gây thương tích đó, thì có thể phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.